trận đấu trường thứ 6 kỳ 158 là trận đấu giữa hai tay vợt là Nguyễn Duy Khánh đến từ An Giang và Huỳnh Trung Hậu đến từ Bình Dương. Đấu thể thức đến 7 tháng 4, set 1 không đều.
16 set 2, như vậy tỷ số tạm thời là 2-0 nghiêng về cho Huỳnh Công Hậu. Bây giờ là set đấu thứ 3 của trận đấu trường thứ 6. Thì 188 giữa Huỳnh Công Hậu và Nguyễn Duy Khánh. Tỷ số lớn đang là 2-0 nghiêng về cho Hậu. Set 3. Khánh giao bóng trước không đều. Thank you.
17 tỷ số ra là 3-0 nghiêng về cho mình, không không? Chúng ta tiếp tục với trận đấu thứ tư của trận đấu trường thứ 6 kỳ 188 giữa Nguyễn Duy Khánh và Hồ Công Học. Tỷ số lớn 3-0 thứ tư. Chúng ta xem liệu Khánh kỹ thuật rất là đều, trái phải đập chuẩn, giao bóng có hết, chỉ thiếu là cái lối gập, cái lối đánh lốp của Học lại chưa có cái kinh nghiệm để xử lý đánh hiểu thường hay tự của mình làm hỏng mình rất nhiều. Xét tư không đều, hậu giao bóng không hai Thank you.
3, 4. Quá vất vả một điều. Một đều
cảm động xoáy xuống rất là dài của bài chính. Mười hai mười một mười một mười ba và xét thắng đầu tiên cho Vĩnh Dương Khánh, rút ngắn tỷ số còn 3-1. Tiếp tục xét lỗ thứ năm, Khánh giao bóng trước không đều. Thank you.
Thank you.